Bên thưa quý bà con của bác, hôm nay là mình toàn có cái dịp đến Hà Nội, đến làng Yên Xá của Hà Nội. Và hiện tại là mình toàn đang ở tại làng Yên Xá. Đây, đây có cái biển làng Yên Xá này. Đây, làng Yên Xá này. Mình toàn đang ở tại làng Yên Xá thuộc xã Tân Triều, Thanh Trì, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Và ngày hôm nay là mình toàn có đi tìm một cái văn phòng cho người em ở Hà Nội. Chính vì thế mà mình toàn cũng tranh thủ ghi lại một số cái hình ảnh về Hà Nội nói riêng cũng như là Việt Nam nói chung, gửi đến quý bà con của bác nhằm giúp bà con của bác chúng ta hiểu thêm về Hà Nội ngày nay cũng như là hiểu thêm về cuộc sống đất nước con người Việt Nam chúng ta. Bây giờ mình toàn sẽ mời quý bà con của bác chúng ta hãy đi một vòng để chúng ta khám phá cái làng Yên Xá này nhé. Về làng Yên Xá thì mình toàn thấy một số rất là nhiều người dân ở rồi, nhưng mà bên cạnh đấy cũng một số căn nhà thô, chẳng hạn như trước mặt chúng ta đấy. Đây là những cái căn nhà thô mà được xây dựng lên mà chưa hoàn thành. Và mình toàn cách đây 3 năm đổ về trước, mình toàn có đi khu vực này và vẫn thấy những căn nhà này nó như thế này rồi. Đây, và mình toàn sẽ ra vào đường này. Đường này là đường Chiến Thắng rồi. Đi qua đây là chúng ta đi qua một cái khu vực không mấy người dám đi qua về buổi tối. Đấy là khu vực Nghĩa Trang. Đây, mình toàn sẽ đi thẳng đường này. Đây là khu vườn. Nhà vườn. Ở Hà Nội thì nói thủ đô Hà Nội nhưng có những nơi rất là sầm uất, có những nơi cuộc sống rất là bình dị như bà con của bác đang nhìn thấy ở đây. Nhà vườn rất là bình dị lắm. Thấy cối cây, cây ăn quả rồi là rau vườn. Đây, mình toàn sẽ đi vào đây. Đường này là sẽ đi ra ngoài chỗ đường Văn Quán. Tức là chúng ta sẽ đi ra đi ngoài đường Nguyễn Khuyến ấy, Nguyễn Khuyến của Văn Quán Hà Đông. Trước mặt chúng ta là cái hồ Văn Quán. Đây là cái hồ Văn Quán, người ta còn gọi là cái hồ Than Thở.
Và bây giờ Minh Toàn sẽ mời quý bà con của bác chúng ta đi một vòng Hồ Văn Quán để xem cái Hồ Văn Quán mà ngày xưa có tên là Hồ Than Thở thì ngày nay nó như thế nào nhé. Đây là chúng ta đang đi ở đường dựa và hai bên là hai bên hồ luôn. Ở Hồ Văn Quán thì buổi tối mùa hè khá là mát mẻ. Buổi tối mùa hè thu hút rất là nhiều thanh niên nằm đi về ngồi bên cạnh Hồ Văn Quán để chúng ta uống nước. Uống nước ở Hồ Văn Quán, và Hồ Văn Quán có cây khu công viên tập thể dục. Bên phía bên kia chúng ta là cái nghĩa bên trang nguyên liệu. Đây là cái đường đi vào tổng thể khu nhà hàng khách sạn. Và đây Hồ Văn Quán để thu hút các giới trẻ về đây, ví dụ như bạn đang nhìn thấy là cái cảnh đạp vịt ở trên hồ của các cái bạn thanh niên. Buổi tối mùa hè thì nhiều đôi bạn nam nữ về đây đạp vịt lắm. Mùa này thì nó hơi ít lạnh để đạp vịt, mà đạp vịt ở trên hồ này cũng khá thú vị. Nhưng toàn có đạp vịt ở rồi, biết là khi bà con của bác hay là các bạn trẻ thì có ai thích đọc vịt không, còn đọc vịt dao thôi. Ngày xưa tắm gái đọc vịt dao. Phía bên kia hồ là phía mà được các bạn trẻ ngồi rải chiếu uống nước, uống rượu mực buổi tối, các buổi tối. Phía bên này thì hầu như là chỉ ngồi ở trên vỉa hè thôi để uống nước thôi, chứ cũng không thấy nhiều. Rồi có em mà hai đứa bạn trẻ đang giật nhau, con gái khóc thương quá. Một phía của bên hồ. Bên kia là gồm các nhà hàng khách sạn. Đó, chủ yếu là nhà hàng thôi, chứ còn khách sạn thì cũng ít. Nhà hàng ăn uống, các dịch vụ ăn uống. Và hồ này Minh Toàn nhớ cách đây khoảng 2 năm đổ về trước, hồ này bẩn lắm, mùi hôi thối lắm. Bởi Minh Toàn cũng ở cạnh hồ này cũng một thời gian khá dài, nhưng mà hồ này cũng khá là bẩn. Thế Minh Toàn sẽ đi vào đây. Đường này buổi chiều thì các bạn trẻ ra đây đánh cầu lông, tập thể dục cũng khá là đông. Này thì cũng khá là đông dân cư, mà giá thuê nhà ở đây cũng khá là mắc, khá là đắt đỏ. Đợt trước Minh Toàn có thuê một nhà ở đây, đường này, cho người em của Minh Toàn, giá nó rơi khoảng tầm ba mấy triệu ấy. Đấy, cách đây 2 năm. Đây là đường Nguyễn Khuyến. Đường Nguyễn Khuyến này thì đi
thẳng trước mặt chúng ta là cái đường Trần Phú Hà Đông, Trần Phú nối liền với Nguyễn Trãi. Và tòa nhà hành xanh kia là tòa nhà Hồ Gươm Plaza. Bên cạnh là Bixi, bên dưới là Bixi Hà Đông. Ở tuyến đường Nguyễn Trãi này thì và Trần Phú này thì được rất là nhiều trường đại học và đóng đô ở trên tuyến đường này. Hà Đông ngày nay thì rất là phát triển các bạn ạ. Ở những cái khu trung tâm như thế này, đây là một trong những cái khu gọi là trung tâm của Hà Đông. Ngày xưa bưu điện Hà Đông thì cách chỗ chúng ta đang đứng là khoảng 800 mét thôi. Tức là bây giờ nó vẫn nằm ở đây, nhưng mình toàn không xuống bưu điện, tức là đi thẳng đường này là chúng ta xuống bưu điện Hà Đông. Và cái đường sắt trên cao đây là đường sắt Cát Linh, nối giữa Cát Linh và Yên Nghĩa Hà Đông. Nhưng mà đường sắt này thì theo cá nhân mình toàn thấy là không khả dụng so với nguồn vốn bỏ ra, bởi vì là nó chậm tiến độ mười mấy năm rồi. Nếu mà đưa vào hoạt động cách đây khoảng mười mấy năm đổ về trước thì là thấy còn hiệu quả, nhưng bây giờ thì thấy không hiệu quả lắm. Và đường sắt này đến nay cũng chưa hoạt động. Thôi, mình toàn xin phép dừng video này ở đây, và mình toàn sẽ gửi đến các bà con các bác một số hình ảnh về Hà Nội trong video khác nhé.